cơ thể anh đang bị ướt ấy, mênh mông toàn là nước ấy, em anh như chưa từng trước đây. Trăm ngàn con sóng xô, anh lao vào trong biển cả vì em làm anh nóng khô. Anh ngâm mình trong làn nước để mặn mòi từ da dẻ. Ta cần tình yêu vì tình yêu làm cho ta trẻ. Anh cũng cần em nhưng không biết em sao. Anh không kén lắm và anh quyết đem trao. Cho em hết nắng, cho em hết đêm sao. Nhìn mặt anh đi em nghĩ anh tiếc em sao. Trăm ngàn con sóng từ mọi nơi mà đổ về, và đây là cách mà anh đi tìm kiếm sự vỗ về. Em có quá nhiều bí mật, anh thì không cần gặn hỏi. Em xấu như là đại dương, anh thì không hề lặn giỏi. Anh thì không hề lặn giỏi, baby. Anh soi mình vào gương cho bỏ công lâu, thấy mặt thấy người sao thấy rõ trong nhau. Ánh mắt nụ cười kia không rõ nông sâu. Ta rồi sẽ là ai, một câu hỏi nhỏ trong đầu. Ta chỉ là hòn đất hay chỉ là cỏ? Đây là dàn mini, model là Sony PX5, một dòng mini rất ít về. Và riêng em thì em có giữ riêng một dàn, không có bán, để riêng ra để nghe nhạc. Vì sao? Đánh bass bao phê luôn, nghe phòng nhỏ là khỏi chê. Với thiết kế lòng lo bass sắn như vậy thì các anh thấy cái bass sắn lúc nào cũng phải đánh thiên bass và cực kỳ lực. Nên các anh nào mà có cái gu giống em á, là nghe nhạc bass phải sâu, chắc và lực, đánh nghe đã tay và nghe được đa thể loại nhạc thì chọn ngay model này. Thật sự em có giống lại một dàn em nghe nữa, nghe rất là im. Băng đi mà thư giãn á, nghe nhạc mà thiên bác là khỏi chơi. Thiết kế rất là gồ á, nhìn nó rất là độc đáo. Nó không như những cái dàn thông thường, nó không có mỹ miều mà nó góc cạnh nó rất là ròn. Nó nhìn cho cảm giác mình rất là độc đáo ở một cái khía cạnh nào đó, nhìn nó lạ hẳn so với những cái model thông thường. Dòng này thì thiên bác chất lượng âm thanh thì chuẩn khỏi chơi rồi. Mình nghe được nhạc vàng, nhạc trẻ lắm, nhạc đen. Chiều cao của loa là 25 cm, chiều ngang cả bộ dàn là 48 cm, sử dụng tốt cho phòng 20-25 m². Dàn này bị kẹt cơ, nhắn CD nó không ra, bị kẹt cơ nha. Nên chức năng duy nhất bây giờ là MD hoạt động ok, ngõ AUX kết nối điện thoại, TV, máy tính hoạt động ok, optical giải mã DC kết nối mắt, TV không cần để mồi. Nãy giờ mình nghe nhạc qua chức năng điện thoại, em sẽ chỉnh qua optical cho các anh tham khảo nha. Ở đây nó có chữ function. FM tần số là 90, optical in dùng giải mã DC không mồi, chỉ cần nhắn qua đó là xong. Mình kết nối một đầu vào dàn, một đầu optical in ở trên dàn, đầu optical out trên mắt TV. Thế là mình đã giải mã ok. Analog in mình dùng kết nối điện thoại, mình có hai ngõ phía trước. Đây 3.5 ra 3.5 analog in kết nối điện thoại phía sau, ngõ AUX hai đầu AV ra 3.5, ngõ nào cũng kết nối được hết. Bây giờ mình sẽ test nhạc qua chức năng MD nha. Em sẽ lay MD. MD là đĩa của Nhật, mình có thể xóa và chép nhạc trên đĩa này. MD có tuổi thọ rất bền nên các anh khỏi lăn tăn về suy nghĩ chất lượng của nó, và đương nhiên nhạc rất là chuẩn rồi. Bên em có bán MD, nhận chép nhạc theo yêu cầu các anh. Các anh thích ca sĩ thể loại nhạc như thế nào thì liên hệ để em chép nhạc cho mình nha. Ở đây là cái núm chuyển bài nè. Bây giờ mình sẽ nghe nhạc qua chức năng MD nha. Rồi sau đó em quay mặt sau cho các anh tham khảo luôn. Bass sắn. Rất đẹp. Hey,
Nhà nàng bên kia sông có trúc xinh đầu ngõ, có ao xinh trồng sen. Em quay mặt sau cho các anh tham khảo. Optical dùng giải mã BC cái máy mát TV không cần mồi. Anh tên mày cắm vào đây để nghe radio AFM, FM tần số là 90. Ngõ ao ít, có ngõ in và ao. Mình dùng ngõ in để cắm máy điện thoại, TV, máy tính. Công suất của lo là 50W một thùng, 100W trên cặp lo. Công suất của âm ly là 55W. Tổng thể mặt sau của bộ vàng rất đẹp, góc cạnh của lo rất là ok. Rồi tôi vào quân đội, gian khổ ngập chiến trường, tình yêu đành chia phôi, nỗi nhớ người mình thương. Bên em xếp hàng toàn quốc qua bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà. Các anh nào mua bộ vàng này thì cộng giúp em 300.000. Sau khi cộng 300.000 thì cho em xin địa chỉ, em sẽ xếp hàng tặng nơi cho mình. Bên em xếp hàng toàn quốc nhưng không bao ship, các anh nhận hàng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Các anh cứ liên lạc số điện thoại trên bài đăng hoặc số Zalo cũng là số này luôn, để em tư vấn gửi hình ảnh chi tiết qua Zalo cho các anh tham khảo trước khi mình mua hàng. Bây giờ em xin kết thúc clip test nha. Nhớ môi em đẹp như cánh sen hồng. Rồi một hôm về thăm mong có nàng đẹp chỉ, rất là đẹp theo điệu nhạc. Áo trần sơn vai lộng vui chưa chan. Ngờ khi qua sông áo vắng sen tàn úa, mới hay tin người yêu đã theo chồng. Tình đầu như là không, tôi đứng buồn mênh mông, nhìn chiều sương vây kín cả dòng sông.